tối mới lại lấy gương nha. Sữa hạt, điều, điều Miss Jim mày đem. Từ Lý Hương TV. Quả ngọc để đây. Cáo sản phẩm. Đây là dĩa rau mầm được trồng từ nhà Lý Hương TV. Rau mầm không đồng, tại vì được trồng không đồng đâu. Hạt cũng nhiều lắm nha, hạt 1 ký tới 130 vậy. Dưa leo còn dư. Hôm nay nhiều việc quá, không có nấu cơm nên là mua ở ngoài ăn. Đây là món cánh gà chiên với nước mắm của một cái quán gần nhà để ăn thử rồi xem. Được, mai mốt sẽ quay giới thiệu quý vị nha. Đậu bắp. Nhưng mà có điều một điểm trừ lớn luôn á. Là đứng đợi đợi lâu lắm. Cả nửa tiếng. Có bàn, có ghế, nhưng mà tại Hương đứng hóng gió thôi. Tưởng nhanh nhanh được 10 phút, ai ngờ cũng trên nửa tiếng. Cũng là không mặn ta. Đang đói, gặp lại mọi người trớn không? Dưới này có giá 75 ngàn. Để coi. Rau mầm mới vừa trồng, mầm mới vừa thái nên là rất là tươi. Thịt gà ta rửa sạch nha quý vị. Món này nằm ở Bình Dương nha, Thủ Dầu. Hình như rau. Chứ nếu những ngày mà chấm lên nữa mặn nè. Thì ra ăn mấy rau mầm. Rồi cái củ hòa cô ấy còn ngọt. Để in cánh hoa này cho đẹp nha. Đẹp xíu nha. Vào đẹp đẹp xíu. Bù trừ với lại người quay phim. À bù trừ với lại người múc ban. Mặn á. Đặc khu lao động nên là thức ăn đêm hay là mấy nay với Hương là tự nấu ăn rất
nêm rất ít gia vị, nên là khi ăn ngoài lại thì thấy á, nêm ở ngoài mọi người nêm nhiều gia vị. Rau như vậy nó mặn, trắng luôn nha mặn. Cái này phải có một chén cơm trắng nữa. Được. Nó đến nỗi không có thời gian nấu cơm luôn. Nó thấy rau mặn bước vô, ăn độn vô. Chắc như thế này dư lại gà quá quý vị. Món này là món cánh gà chiên với nước mắm.
ở ngoài á, cái lớp da thì nó vẫn còn cái độ giòn, gia vị thì nêm nếm là so với lấy hơi thì hơi mặn. Dạo này ăn tăng ngọt tăng béo ít gia vị, béo ở trong các loại hạt, hạnh nhân đều mà đen, nên bây giờ lấy hương mà thường mà ăn hàng quán ở ngoài á, nhìn nếm gia vị nhiều á, lấy hương phát hiện ra là mặn với mình. Thôi lâu lâu bận ăn thôi, bây giờ thường xuyên lưỡi công gia chấm tự nấu ăn, bận thôi là ăn trái cây rồi rau củ quả được nhiều hơn. Rồi vậy thấy hương ăn sao quá, nó ngon luôn. Dư bằng gà này không cần phải trắng nữa, có thì lấy nước nước tắc hơi chua chua, nước tiêu cũng cần. Tương mềm nhai vô, tương giòn nhai luôn. Rồi kết thúc rồi, bao giờ nặng quá. Tôi đã chăn miệng ly sữa này thôi chứ không cho thiếu tôi uống nước nhiều lắm quý vị ơi. Ngày mua về ăn nước cơm được. Cứu ơi cứu cánh ơi. Sữa hạt điều mix dế lại hạt. Mày đen. Mess by little TV. Ôi trời nó ngon. Đã được cân nặng. Một mạch 250ml. Tôm ngon tới giọt cuối cùng. Và video buổi tối ngày hôm nay với Hương ăn món gà chiên nước mắm ở một quán cũng ở gần nhà, ở Bình Dương, Thủ Dầu. Tuy nhiên thì với Lý Hương thì chắc là còn phải thử một vài món nữa. Món này thì với Lý Hương thì nó hơi mặn. Da gà thì nó giòn, thịt gà thì thuộc dạng là gà tâm hoàng thôi. Nó cũng không có quá dai mà nó cũng không có quá mềm. Nó hơn gà công nghiệp mà nó thua gà thả vườn. Với cái giá cả này một dĩa như thế này 75.000 thì cũng rất khá chi là hợp lý, được ăn được. Tuy nhiên thì với Lý Hương thì nó hơi mặn, phải ăn quý vị thấy đó, ăn rất nhiều rau củ quả, chắc là do cái vị của Lý Hương. Vị Lý Hương bây giờ thì thường là hạn chế ăn gia vị nhiều.
cái sản phẩm thiên về thiên nhiên chút xíu, cho cái chế độ gọi là cân bằng năng lượng lại. Và Lý Hương đã có cái thể trạng tốt hơn rất là nhiều so với cái thời gian mà hơi lăn cà và lân la, ăn tùm lum tùm la ha. Trải qua giai đoạn trải nghiệm đó rồi, bây giờ thì mình dưỡng thân mình chút xíu. Tuy nhiên thì lâu lâu nếu mà không có thời gian thì Lý Hương cũng có thể là chọn những cái quán ăn mà theo như tiêu chuẩn của Lý Hương để ăn thử, để có gì nếu như mà được thì giới thiệu thêm cho quý vị. Nhưng mà tần suất ra video mà giới thiệu các món ăn chắc chắn quý vị có thấy rồi đó, nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Và đấy, video tối nay Lý Hương ăn món gà chiên nước mắm xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Nếu thích video hãy để lại cho Lý Hương một like và comment lại những cái món nào mà quý vị nghĩ là Lý Hương có thể ăn được, có thể ăn chọc thèm quý vị, thì để lại comment nhé. Và Lý Hương xin chào, bye bye quý vị. Bye bye.